Cách ngâm chanh đào trị ho hiệu quả. Chanh đào ngâm với mật ong có tác dụng chữa trị ho, viêm họng cũng như giúp thanh lọc cơ thể, giảm cân. Bài thuốc chanh đào ngâm rất dễ, ai cũng có thể thực hiện. Chuẩn bị: chanh đào 1 kg, loại càng già càng tốt, nên chọn những quả tươi, chín vàng, mỏng vỏ. Mật ong 1 lít, đường phèn 0,5 kg, bình thủy tinh có nốt đậy vì nén bằng nan tre, muối hạt 100 g. Cách ngâm mật ong chanh đào thái lát. 1. Chanh rửa sạch, pha 1 ít muối với nước sôi để nguội, ngâm quả chanh khoảng 30 phút rồi vớt ra tẩy thật khô, cắt chanh thành những miếng mỏng không bỏ hạt. 2. Bình thủy tinh đã rửa sạch để khô ráo. 3. Đường phèn đập nhỏ, đổ 1 lớp đường vào lọ, sau đó đến 1 lớp chanh, cứ làm như vậy cho đến hết. 4. Cuối cùng cho mật ong vào, lấy vỉ nan nén chanh xuống để khoảng 3 tháng sẽ dùng được. Trong cách ngâm này, có thể làm siro chanh mật ong và đường phèn bằng cách cho chanh, mật ong, đường phèn vào máy xay sinh tố, xay nhỏ. Khi uống, bạn chỉ việc hòa vài thìa siro với nước ấm. Nếu cần giải khát thì nhớ cho thêm một chút xíu muối tinh. Cách ngâm chanh đào cả quả. 1. Chanh rửa sạch, pha 1 ít muối với nước sôi để nguội. Ngâm quả chanh khoảng 30 phút rồi vớt ra để cho ráo nước, khía dọc quả chanh vài đường khía. 2. Bình thủy tinh đã rửa sạch để khô ráo. 3. Đường phèn đập nhỏ hoặc mua lại hạt nhỏ sẵn, đổ 1 lớp đường vào lọ, đến 1 lớp chanh, cứ làm như vậy cho đến khi hết chanh và đường. Cuối cùng cho mật ong vào, lấy vỉ nan nén chanh xuống để 6 tháng sau sẽ dùng được. Thời gian đầu mới ngâm nên kiểm tra bình thường xuyên, nếu sau vài ngày thấy sủi bọt thì hớt đi. Lưu ý: trong cả hai cách ngâm chanh đào, không nên để chanh nổi lên khỏi vỉ để tránh bị mốc, nổi váng. Ngâm chanh càng lâu càng tốt, không nên ngâm quá đầy bình. Do tính chất và công dụng của mật ong và chanh đào là tự nhiên và cực tốt cho mọi gia đình, không sợ phản ứng phụ, đây có thể coi là một bài thuốc hợp với mọi gia đình, đặc biệt là nhà có con nhỏ từ 2 tuổi trở lên. Vào ngày thời tiết lạnh hay khi trẻ mới chớm ho thì buổi sáng ngủ dậy lấy một thìa cho trẻ uống. Với người lớn thì cắt lát quả chanh ngâm rồi trộn đều với nước trong bình, sau đó nhai và ngậm khoảng 20 phút rồi nuốt, ngày làm vài lần. Nếu bị ho nặng mới sử dụng chanh đào mật ong, đường phèn sẽ không có tác dụng. Đối với người bị nhiệt miệng thì không nên dùng chanh đào mật ong mà nên dùng chanh đào ngâm với muối, đường.